Chào bạn nha. Video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ cài đặt được cái tính năng đó là tự động đọc tên người gọi đến ở trên điện thoại Android khi mà có cuộc gọi đến ở trên điện thoại của chúng ta nha. Thì đối với điện thoại Android thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất tốt cái tính năng đó là tự động đọc tên của cái người gọi đến ở trên điện thoại. Và cái điện thoại Android thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta là tiếng Việt luôn, có nghĩa là khi mà chúng ta lưu bất kỳ một ai đó ở trên danh bạ là bằng tiếng Việt thì khi mà người đó gọi điện thoại đến cho chúng ta thì điện thoại Android chúng ta sẽ tự động đọc cái tên tiếng Việt. Nó không giống như điện thoại iPhone, đó là chúng ta chỉ có thể là cài đặt được tên tiếng Anh thôi, thì nó sẽ đọc tương đối là chính xác. Còn nếu mà các bạn cài đặt tiếng Việt thì nó cũng vẫn đọc được, tuy nhiên thì nó sẽ phát âm nó không được chính xác lắm, do là cái ngôn ngữ thì cái điện thoại nó chưa hỗ trợ. Còn ở trên điện thoại Android thì nó đã hỗ trợ rất tốt cho chúng ta cái việc là đọc cái tên người gọi đến bằng tiếng Việt nha. Và để cài đặt được cái tính năng này thì các bạn sẽ làm như sau: các bạn sẽ vào cái mục cài đặt ở trên điện thoại. Đối với điện thoại Samsung thì các bạn sẽ vào cái phần là hỗ trợ cho mình. Đó, các bạn sẽ vào cái phần hỗ trợ trên điện thoại Samsung. Các bạn chọn vào cái mục đó là tương tác và thao tác. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần là trả lời và kết thúc cuộc gọi. Các bạn chọn vào. Ở trong cái phần là trả lời và kết thúc cuộc gọi này thì nó sẽ có một cái mục là đọc lớn tên người dùng. Thì các bạn sẽ tích cái phần này lên. Và sau đó thì các bạn sẽ chọn vào. Ở đây thì nó sẽ có hai cái phần để cho chúng ta lựa chọn. Thứ nhất là chỉ có Bluetooth và tai nghe. Thứ hai là luôn luôn. Các bạn chọn vào luôn luôn như thế này. Thì khi mà các bạn chọn vào luôn luôn như thế này thì bất kể khi mà có ai đó gọi điện thoại đến cho chúng ta thì nó sẽ tự động đọc cái tên của cái người mà đang gọi đến cho chúng ta khi mà chúng ta đã lưu cái tên vào trong danh bạ. Nếu mà các bạn chỉ để là chỉ qua Bluetooth và tai nghe thì chỉ khi nào mà các bạn cắm tai nghe hoặc là các bạn kết nối qua Bluetooth qua một cái thiết bị khác thì nó mới có thể đọc cái tên của cái người gọi đến thôi. Còn nếu mà các bạn để luôn luôn thì tất cả những cái cuộc gọi nó sẽ tự động đọc lên nha. Rồi, và video của mình thì xin kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn xem video của mình. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.